chuyện và hát ru cho bé kể chuyện và hát ru cho bé các bé yêu quý vì không có hoàng tử nối dõi nên ông vua ở một vương quốc nọ đã cầu thần linh ban cho mình một cậu con trai. Cuối cùng, nhà vua cũng thỏa ước mong khi hoàng hậu hạ sinh một cậu con trai kháu khỉnh. Qua năm tháng, chàng đã trở thành một hoàng tử khỏe mạnh, khôi ngô và săn bắn rất giỏi. Thế nhưng, tai họa cũng ập đến từ chiếc cung tên đi săn của chàng. Chuyện gì đã xảy ra với chàng hoàng tử vậy? Mời các bé cùng nghe chuyện cổ tích Chiếc cung của nữ thần Qua giọng kể của cô Thu Hà Để theo dõi diễn biến câu chuyện nhé Đời xưa có một ông vua tài cao đức trọng Anh minh nhất trong tất cả các đấng quân vương trên đời ngài chỉ có mỗi một mụn con gái. Công chúa đẹp vô cùng, nhưng chẳng qua chỉ là một bông hoa tô điểm cho thêm vẻ tráng lệ rực rỡ sẵn có của cung đình, chứ làm sao có thể kế vị ngôi báu. Vì thế, Đức Vua kiên trì cầu nguyện ngày đêm, nhưng các thần đều tai ngơ mắt điếc. Sau cùng, để gợi lòng thương hại của các vị thần, Vua tự giam mình trong đền thờ. Đến đêm, ngài lên sân cao nhất của đền thờ và cầu nguyện suốt đêm không ngủ những mong một vị thần nào đó sẽ hiện ra và đáp ứng nguyện ước của ngài vị thần cai quản đền thờ rất cảm động trước tấm lòng thành của đức vua liền bay lên trời tâu xin với cha của thần vốn là một bậc quyền uy hạng nhất trên trời vị thần cha cũng vô cùng xúc động liền đồng ý giúp cho thế là đức vua được toại nguyện hoàng hậu thụ thai và một thời gian sau đã chuyển dạ, cho ra đời một hoàng tử bé. Một hôm, đức vua đang ngồi chơi ở hành cung thì thấy từ xa xuất hiện một đám mây thật lớn. Khi đám mây tới gần, ngài nhận ra trong đám mây có một lữ khách tướng mạo thật sang trọng, uy nghi. Ngài biết ngay là một vị thần, bèn ân cần mời vào hành cung và cho làm một bữa tiệc thịnh soạn để đãi khách. Lúc khách đã đi xa, đức vua mới biết khách đã để quên một chiếc cung và một bó tên. Ngài nghĩ có lẽ vị thần kia đã cố ý để lại để ban thưởng cho ngài báu vật. Khi hoàng tử đủ sức đủ tài để bắn cung, ngài ban luôn cho chàng những cung tên ấy. Có lẽ nhờ chúng mà hoàng tử nhanh chóng trở thành một tay bắn cung giỏi nhất xứ. Hoàng tử thích đi săn một mình, trong một cuộc đi săn, chàng trông thấy một thiếu nữ tiến tới trước mặt chàng ngỏ lời. Ta là nữ thần Anna, ngươi hãy đưa cung tên cho ta, rồi ta sẽ trả cho ngươi thật nhiều tiền. Hoàng tử không biết thiếu nữ ấy chính là nữ thần chủ trì việc săn bắn và chiến tranh. Và lại, không có gì chứng thực nàng ta là một nữ thần, nên chàng từ chối ngay nàng muốn có cung tên thì đi mà làm lấy, gỗ và dây rừng thiếu gì. Nếu quả thật nàng là nữ thần, sao không bảo thần thợ rèn làm cho? Nàng đòi mua mà làm chi thứ cùng tên tâm thương của người chân tục như ta? Hoàng tử không hề biết cung tên chàng đang đeo chính là cung thần của nữ thần săn bắn. Chính nàng đã bảo thần thợ rèn chế tạo và ông thần này chính là lữ khách chú đêm nơi hành cung giã ngoại trên đường đem cung tên đến giao nạp cho nữ thần này và đã bỏ quên cung tên nơi ấy. Lời nói thẳng thừng của hoàng tử đúng là bất kính với thần linh. song nữ thần không giận mà tiếp tục ra giá. Hãy đưa cung tên cho ta, người sẽ hóa thành bất tử, được không? Thôi đừng có đùa nữa, Tôi mà bán cung cho nàng với giá quá đắt thì nàng sẽ cười chế giễu tôi chứ gì? Thôi, tôi không bán đâu." Nữ thần giận đến điên người, nàng liền biến mất và lên trời mách với cha, chính là vị thần đã ban chàng cho vua cha của chàng. Vị thần đã biết tính con rất cay nghiệt nên không chịu nhúng tay vào. Thần bảo con gái, "Thôi con ơi, cung tên của hoàng tử đã dùng thì để cho chàng dùng luôn đi." con bảo thợ rèn làm cho con cái khác nữ thần đâu có chịu nàng ta quyết trả thù cho bằng được bèn thay hình đổi dạng đến gặp hoàng tử lần nữa này chàng trai tôi là một đứa con bị cha mẹ đối xử tệ bạc nên đã bỏ nhà ra đi nếu chàng chịu làm em tôi tôi sẽ dắt chàng đến một nơi có rất là nhiều thú săn Thế là hoàng tử đồng ý ngay không do dự vì chàng rất ham luyện tập nghề săn mà. Nữ thần cố ý đưa chàng đến một nơi xa xôi để không ai biết. Nơi đấy có một tên cướp hung dữ. Nữ thần tìm đến và dặn dò. Người hãy đập đầu thằng thợ săn thường đi với ta nhé. Hãy canh nó suốt đêm ngày, chờ khi nó mệt lử, ngủ say, hãy ra tay hành động thật nhanh gọn vào. Nữ thần lại nghĩ ra một độc kế, nàng hóa thành chim, quắp lấy tên cướp, bay đi tìm hai con kền kền để trợ lực trong cuộc ám sát. Khi thời cơ đến, tên cướp liền đập đầu hoàng tử. Thế là hoàng tử chút hơi thở cuối cùng. Hai con kền kền liền nhao xuống xé xác chàng và nuốt gọn. Xong xuôi, nữ thần ác độc dưới lút chim liền quắp tên cướp bay đi thật xa đến nơi xứ lạ để xóa hết mọi dấu vết theo luật trời thì xứ sở nào để cho dân chết oan mà không trừng trị kẻ sát nhân sẽ phải gánh chịu mọi tai ương mất mùa và khô hạn tất cả đều phải chịu cảnh đói khát bởi vậy khi công chúa lớn ra vườn hoa thấy hoa lá đều héo úa thì biết ngay là tai họa đã ập đến nàng chạy đi tìm vua cha báo nguy Đức vua cũng rất kinh sợ và ngài thật lạ lùng khi thấy hai con kền kền bay lượn trên trời. Vừa lúc ấy, hai tên hầu hớt hơ hớt hải chạy về báo tin hoàng tử đã mất tích trong đêm. Khiến đức vua đoán ra ngay đứa con cầu tự của mình đã chẳng may lìa đời dưới bàn tay kẻ ác mà chẳng ai biết. Ngài quay về cung cấm, bắn hạ ngay hai con kền kền rồi sai mổ bụng chúng và tìm thấy xác hoàng tử ở trong. Sau đó, ngài đích thân truy lùng thủ phạm khắp nơi nhưng không đạt kết quả. Khi ấy, công chúa mới thưa, "Con nhất quyết phải tìm cho ra tên hung thủ để trả thù cho em và cứu nạn cho dân lành trả. Thế là công chúa liền sắm sửa lên đường, nàng cài trang thành một người hát rong, vừa đàn hát những bài rất lạ do mình sáng tác ai cũng thích vì nàng đàn hay hát giỏi đi đến đâu nàng cũng được săn đón nồng nhiệt và đến đâu nàng cũng dò hỏi tin tức về vụ mưu sát nhưng chẳng có ai biết tình cờ nàng đến được tận nơi tên sát thủ ẩn nấp thấy người hát rong hắn liền vồn vã mời vào để cho nàng trổ tài phục vụ các quan khách cao sang khi tất cả đã ngà ngà say và công chúa đã hát hết các bài kẻ cướp cáo hứng khoe Kính thưa quý vị, hãy nhìn kỹ bàn tay này đây, đã trị tội bao bậc giàu có sang trọng, trong đó có cả con vua thành Aranam đấy nhá. Công chúa rất mừng nhưng làm ra vẻ thản nhiên dự tiệc. Khi tất cả đã say mềm, không còn biết trời đất gì nữa thì nàng liền rút dao giấu trong áo ra và chỉ một nhát dao thôi nàng đã cắt cổ tên thủ phạm. Nó đã phải đền tội nàng công chúa can đảm lên đường trở về xứ ngay trong đêm. Khi nàng về đến nơi thì màu xanh cũng đã trở lại cùng cây lá, chim chóc hót vang, chào nữ dũng sĩ cứu nhân dân. Sông suối lại rào rạt hát lên những bản tình ca trên sông nước. Tất cả đã trở lại bình thường, đức vua vẫn không có người nối ngôi, song ngài và hoàng hậu không còn buồn khổ vì họ đã có một nàng công chúa còn cao quý hơn tất cả các vị quân vương cao quý nhất. Các bé yêu quý, trong phần kể chuyện hôm nay, mời các bé nghe câu chuyện kể về tình bạn có nhan đề Hoa cánh bướm, qua giọng kể của nghệ sĩ nhân dân Lan Hương. Cây hoa cánh bướm trước kia không có hoa các bé ạ cây rất buồn vì điều đó. Trong khi nhiều loài hoa như hoa hồng, hoa cúc, thực dược hay lay ơn thì lúc nào cũng diện bộ váy áo nhiều màu sắc. Luôn thấy hoa cánh bướm buồn bã, các bạn tiên nắng, cơn gió và bướm trắng đã tới gặp bà Chúa Xuân để xin bà bàn phát cho cây hoa cánh bướm những bông hoa rực rỡ. Vậy bà Chúa Xuân có đồng ý giúp đỡ cây hoa cánh bướm nhỏ bé này không nhỉ? các bé nghe câu chuyện cổ tích này nhé. Ngày xưa, cây cánh bướm không có hoa như bây giờ mà nó chỉ là một cái cây mảnh rẻ. Nó gầy guộc với những nhành lá mềm mại. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua thôi cũng làm cho cây nghiêng ngả. Cây bé nhỏ và nhút nhát lắm, lại hay tủi thân nên các bạn thường gọi là cây bé nhỏ bướm trắng lúc nào cũng ở cạnh cây bé nhỏ, thầm thì với cây những điều bí ẩn. Tia nắng suốt cả mùa hè, ở chỗ cây bé nhỏ nhảy múa đùa nghịch, bày ra đủ thứ trò chơi, làm cho cô bé vui. Còn gió, sau mỗi chuyến đi xa về, cậu lại chạy ao đến bên cô bé, kể cho cô bé nghe biết bao nhiêu điều kỳ diệu mà cậu mang về từ những miền đất xa xôi. Mùa xuân, cuộc sống của muôn hoa sôi nổi hẳn lên. Các bạn hoa đua nhau, khoe những chiếc nụ xinh xinh và kể về hương sắc của mình. Họ trụm đầu bàn tán về ngày hội mùa xuân, về những bộ quần áo sẽ mặc đi dự hội. Trong khi các bạn đang hân hoan chờ đón những điều kỳ diệu, thì cây bé nhỏ trốn ra hồ nước và ngồi khóc một mình. Bướm trắng bay đến bên bạn bạn làm sao thế sao bạn lại khóc bạn nhìn xem mình không có lấy một nụ hoa dù chỉ là một nụ hoa bé tí xíu thôi để cùng được dự hội mùa xuân bướm trắng còn chưa biết nói gì vừa lúc ấy cơn gió và tia nắng chạy đến tia nắng lau nước mắt cho cây còn gió nhẹ nhàng ngồi xuống khẽ lay vai cô bé Chúng mình có thể giúp gì được bạn? Cây bé nhỏ nhìn về một nơi xa xôi, rồi buồn bã lắc đầu. Các bạn không giúp được gì cho mình đâu. Chỉ có bà chú Hoa mới giúp được mình thôi. Nhưng bà lại ở xa, xa lắm, mà mùa xuân lại sắp đến rồi. Cây bé nhỏ nói xong, hoa lên khóc. Cơn gió thường cây bé nhỏ lắm, nghe thế cậu đứng dậy quả quyết ngày mai chúng ta sẽ đi tìm bà chú hoa sáng hôm sau các bạn lên đường gió chạy trước tiên nắng nhảy nhót bên cạnh cây bé nhỏ và bướm trắng nhóm bạn cứ đi đi mãi và cuối cùng đã đến nơi bà chú hoa ở các bạn bước vào nhìn thấy bà chú hoa lộng lẫy trong bộ quần áo lấp lánh bạc ngồi trên một đài hoa với những cánh hoa rực rỡ trông thấy các bạn bà chú hoa tươi cười hỏi các cháu đến đây có việc gì thế hãy nói cho bà nghe xem nào bướm trắng tia nắng và cơn gió tranh nhau nói bà ơi chúng cháu đến xin bà tặng cho cây bé nhỏ những bông hoa như các bạn hoa khác ạ à. bà chú hoa nhẹ nhàng đến bên cây bé nhỏ đặt tay lên vai cô bé. Tội nghiệp cho cô bé. Cháu thật không may. Tất cả màu sắc và những cánh hoa bà đã gửi cho cô mùa xuân mang đến cho các loài hoa rồi. Cây bé nhỏ hoa lên khóc nức nở. Đôi vai mảnh rẻ gầy yếu của cô bé cứ rung lên. Trông cô bé yếu ớt và thật đáng thương. Bướm trắng nhìn bạn, rồi chạy đến cầm tay bà chú hoa nài nỉ bà ơi bà làm cho bạn ấy một bông hoa một bông hoa bé xíu thôi cũng được bà nhá. bà chú hoa lắc đầu bà không còn gì để làm không có thể làm được những cánh hoa cho cô bé nữa bướm trắng nhìn đôi cánh của mình bà ơi thế đôi cánh của cháu có thể làm được những cánh hoa cho bạn ấy không hả bà bà chú hoa ngạc nhiên nhìn bướm trắng đôi cánh này ư ồ được chứ nhưng cháu sẽ chẳng còn đôi cánh nữa đâu thế thì bà hãy làm những bông hoa cho bạn ấy đi bà chú hoa ngập ngừng cắt đôi cánh của bướm trắng chỉ một loáng bà đã làm xong những bông hoa xinh xắn tuyệt đẹp cho cây bé nhỏ các cháu hãy nhìn xem kìa. Tuyệt quá! Bướm trắng, tia nắng, cơn gió quay lại đứng ngẩn ra. Trước mắt các bạn không còn là cô bé nhỏ nữa mà là một cây hoa tuyệt đẹp với những bông hoa xinh xắn đậu trên đôi vai mảnh rẻ trông như những cánh bướm duyên dáng chập chờn như muốn bay. Cây bé nhỏ, bướm trắng tiên nắng và cơn gió vui vẻ cảm ơn bà chú Hoa và ra về. Bướm trắng không còn bộ cánh như trước nữa. Cô bé phải bậu lên những cánh hoa và cùng các bạn trở về. Nhóm bạn về đến nơi thì cô mùa xuân vừa tới. Muôn hoa bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Hoa hồng nhung từ từ nâng hàng mi cong vút, ngơ ngác nhìn xung quanh. Hoa đào mở bừng mắt chớp chớp chào cô mùa xuân các bạn hoa ngạc nhiên thấy cây bé nhỏ trở về với những bông hoa xinh xắn các bạn chạy đến vây xung quanh cây bé nhỏ rối rít cây bé nhỏ ơi sao bạn lại có những bông hoa đẹp thế ôi những cánh hoa mới đẹp làm sao cây bé nhỏ liền kể cho các bạn nghe câu chuyện về bướm trắng tốt bụng cảm động trước sự hy sinh của bướm trắng các bạn hoa đã tặng bướm trắng những cánh hoa của mình. Thế là bướm trắng có bộ cánh mới làm bằng những cánh hoa của nhiều loài hoa. Bộ cánh rực rỡ đủ màu như các bạn thấy bây giờ đấy. Và các bạn gọi cây bé nhỏ là cây hoa cánh bướm. Ngày nay, cây hoa cánh bướm, bướm trắng, tia nắng và cơn gió vẫn trời rất thân với nhau. Thân lắm ấy, thật đấy. Các bạn cứ vào vườn hoa mà xem, thế nào các bạn cũng gặp nhóm bạn ấy. Bướm trắng thì đang thì thầm bên cây hoa cánh bướm. Cơn gió thì đang đùa nghịch với họ, còn tiên nắng thì chạy khắp vườn để nhuộm cho hoa thành những màu trắng, hồng và đỏ thắm. Các bé yêu quý, trong phần kể chuyện hôm nay, cô Dương Hà mời các bé nghe chuyện cổ tích người vợ no bụng vì gió qua giọng kể của nghệ sĩ tự long câu chuyện nói về một người hoàng thân vô cùng keo kiệt không muốn bất kỳ một đồng khắc nào cho người khác kể cả người vợ xinh đẹp như hoa của hắn cũng chưa bao giờ nhận được thứ gì từ lão ta vậy người vợ ấy đã nghĩ ra kế sách gì nhằm lấy được tiền vàng của lão để trang trải trong cuộc sống Câu chuyện có đôi ba chỗ hài hước, hóm hình vì sự ngây ngô vụng về của lão hoàng thân khi bị mất của. Lão ta rất bực tức nhưng cũng chẳng biết trách ai vì gậy ông lại đập lưng ông mà. Các bé ạ, à, ngày xưa ngày xưa, ở Mexina có một hoàng thân giàu có, giàu nứt đố đổ vách nhưng anh ta lại nổi tiếng vì tiếng keo kiệt và cố hữu một ngày hai lần gã keo kiệt ngồi vào bàn ăn để dẹp cơn đói bằng nước lã bánh mì và những khoanh giò cắt lát mỏng tang một người hầu duy nhất mà hoàng thân cho phép chỉ nhận được một quả trứng và một ít bánh đủ để ăn hết quả trứng với lại thêm hai xu nữa mà thôi không một người hầu nào có thể ở được với hoàng thân lâu hơn một tuần lễ vào một ngày đẹp trời anh chàng hoàng thân keo kiệt thuê được một người hầu mới lần này chàng ta vớ phải một tay danh mãnh láu tôm láu cá ngay trong lúc anh ta đang đi cùng cũng có thể tháo được của người ấy cả giày lẫn tất người hầu này có cái tên gọi là so khi so thấy rõ được trật tự trong lâu đài của hoàng thân anh ta tìm đến một người đàn bà giàu có buôn bán than cửa hiệu của bà ta ở đối diện ngay với lâu đài hoàng thân và nói với bà ta Quý bà có muốn gả chồng cho con gái mình không? Cần phải nói rằng con gái bà bán than là một cô gái đẹp thật sự. Cầu thượng đế gửi đến cho nó một chàng trai tử tế. Thế hoàng thân, theo quý bà, có thể là một vị hôn phu hợp không? Hoàng thân ư? Cái anh chàng keo cúi ư? anh ta thà cho người đời moi mắt mình ra còn hơn là phải xơi tiền của hắn ấy xin người bà con thân mến hãy nghe lời khuyên của tôi và tôi sẽ thu xếp đâu vào đấy cuộc hôn nhân này bà chỉ cần nói rằng con gái bà no bụng vì gió mà thôi các bé biết không sau cuộc trò chuyện ấy so đã về gặp hoàng thân so nói thưa đức ngài vì sao đến nay ngài vẫn chưa lập gia đình nhỉ năm tháng thì đi qua ngài không quay chúng lại được đâu hoàng thân nói à à mi muốn ta chết ư ừ. hoàng thân la to nếu như ta lấy vợ tiền tiền của ta sẽ chảy đi hết như dòng nước vậy nào mũ nào lông chim nào khăn quàng áo váy lụa cho công nương rồi xe ngựa rồi nhà hát không so về chuyện này chẳng có gì mà nói so vội đáp nhưng thưa đức ngài ngài không biết rằng trên thế gian này có những cô gái lạ như thế nào kia chẳng hạn cô con gái bà bán than cô gái này đẹp no bụng chỉ cần có gió mà thôi tiền của cô ta thì dù gạt đi cũng không hết với những trò vui chơi giải trí xa hoa thì cô ta lại hoàn toàn xa lạ và không thích thú gì. Hoàng thân vội đáp, "Mọi cái tốt đấy, nhưng cô ta no bụng chỉ cần có gió thôi, nghĩa là thế nào nhỉ?" Dạ, ba lần trong một ngày, cô ta phe phẩy quạt và lấy gió quạt ấy xua tan cơn đói bụng của mình. Thưa đức ngài, không ai có thể nói gì khi nhìn thấy cô ấy cô ta đầy đặn và hồng hào dường như vẫn cứ ăn đầy những miếng bít tiết bò thế ư cần phải xem cô ta ra sao các bé có biết không so đã thuyết phục được hoàng thân và qua một tuần đám cưới đã được tổ chức cô con gái bà bán than đã trở thành công nương vợ hoàng thân và hàng ngày trên bàn ăn cô ta chỉ phe phẩy quạt nuốt gió quạt. Và anh chồng nhìn vợ với vẻ cảm phục. Nhưng sau đó, công nương và anh hầu lại chén vụng một cách ngon miệng những chú gà rán và những viên thịt băm mà bà mẹ ngày ngày bí mật gửi đến cho con gái. So nói: "Công nương ơi, em biết em phải làm gì không? Các bé ạ, à? trước mặt người khác thì so gọi cô gái là công nương là quý bà nhưng đối mặt với nhau cả hai người vẫn xưng hô thân mật bằng anh em so nói em hãy bảo với hoàng thân là em muốn được xem của cải của anh ta đơn giản chỉ là do em tò mò mà thôi nếu như anh ta sợ rằng đồng tiền vàng có thể dính vào gót giày của em thì em có thể đi chân đất và thế là công nương nói với hoàng thân đúng mọi điều như so đã mách bảo với nàng. Còn hoàng thân thì cứ im thiên thít như miệng ngậm nước. Mọi lời dỗ dành của cô vợ không làm hoàng thân siêu lòng. Nhưng cô vợ không đầu hàng. Và cuối cùng cô ta cũng xin được chồng cho xem kho báu. Khi đó so lại bày kế. Còn bây giờ em lấy hồ quẹt vào vạt váy của em và công nương đã làm đúng như vậy các bé ạ. À. Hoàng thân xê dịch chiếc bàn của mình sang bên, mở ô cửa hầm bí mật và leo xuống kho. Công nương đi theo sau chồng và lát sau, cô há hốc mồm, đứng sững tại chỗ thích thú. Ở trong nhà hầm, ngay trên mặt sàn đầy những đống tiền vàng chất ngất, thậm chí có cả những đồng dublon nặng tới 11 sơ. Không phải mọi quốc vương đều đã có một nửa số của cải như thế này. Nhưng khi công nương đi xem các báu vật của chồng, làm như vô tình vung vẩy vạt váy, tiền vàng dính đầy vào gấu váy bôi hồ. Và các bé biết không, khi trở về buồng của mình, công nương thu nhặt từ váy áo của mình cả một vốc tiền vàng. Sáng ngày hôm sau, so mang ngay số tiền trên về cho bà mẹ công nương bằng cách ấy họ có thể tiếp tục những bữa ăn của mình còn chàng hoàng thân ngày càng yên tâm hơn và lấy làm sung sướng khi vợ của chàng đã ngồi vào bàn thỏa mãn với con gió quạt suông mà thôi một hôm dạo chơi cùng công nương anh chàng hoàng thân gặp đứa cháu họ của mình mà công nương chưa quen biết peppino cháu biết signora này không đây là công nương đấy ồ thưa chú thế mà cháu không biết chú đã lập gia đình không biết thì bây giờ biết một tuần nữa đến thăm cô chú nhé hoàng thân cất lời mời đứa cháu và sau đó suốt cả một tuần chàng lại ân hận về lời mời của mình mà cái gì bỗng mê muội mình thế cơ chứ mời người ta đến thăm kia chuyện này phải tốn vài đồng đây nhưng biết làm thế nào được đành phải đặt bữa ăn này công nương hoàng thân nói với vợ có nên mua thịt làm bữa đái khách không thịt đặt thì đắt lắm tốt hơn là ta đi săn và mang thịt ở rừng về súng thì ơn chúa sẵn của nhà mình rồi và chim muông trong rừng thì có thiếu gì phải phải đó là ý tưởng tuyệt vời công nương ủng hộ chồng anh chồng vừa đi khỏi công nương bèn sai so đi đến đón ông thợ rèn này bác thợ bác đánh cho tôi chiếc chìa khóa mở cánh cửa hầm này tôi đánh mất đâu cái chìa khóa của mình mà không sao tìm ra được các bé ạ à, sáng hôm sau chiếc chìa khóa được đánh xong cánh cửa bí mật xuống hầm kho được mở một cách dễ dàng khi đó công nương xuống ngay dưới kho và hót đầy những bao đồng đu blon. Bằng số tiền này, cô ta đã mua đủ thứ, đồ gỗ, đèn chùm, rèm cửa, thảm len, thậm chí cả đồng phục, gậy đầu rắn, chùy cho người gác cổng. Cái gì thế này? Hoàng thân đi săn về, kinh ngạc thốt lên, nhà ai đây? Chàng rụi mắt, ra khỏi nhà rồi lại vào. Căn nhà của ta biến đâu rồi? chàng ta nói vậy và khi vào nhà rồi lại đi ra kính thưa đại nhân người gác cửa nói với hoàng thân tại sao ngài không vào nhà thế không lẽ đây là nhà của ta tất nhiên rồi ạ à, thưa đại nhân còn của ai khác nữa đúng là của ngài đấy ạ à? ôi lạy chúa hoàng thân thốt lên hai tay ôm lấy đầu ôi lạy chúa tiền của tôi tiền của tôi đã tan thành mây khói và anh chàng chạy lên gác nơi theo lệnh của người vợ các bức tường đều treo thảm len còn bậc thang thì thay bằng đá hoa cương ôi 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 vợ tôi ném hết tiền của tôi qua cửa sổ rồi anh chàng nhìn thấy những chiếc đi văng những ghế bành những tấm gương soi và bàn phấn anh ta chạy vào phòng ngủ của mình ngã sấp xuống giường. "Ôi, ôi, vợ ta ném hết tiền của ta qua cửa sổ rồi." "Có chuyện gì với ngài thế thưa hoàng thân?" Người vợ vào buồng bèn cất tiếng hỏi. "Ôi, ôi! Anh chàng rên rỉ thều thào, "Tất cả của tôi, tất cả của tôi." Người vợ nhanh trí lập tức sai người đi mời viên trưởng khế cùng bốn người làm chứng đến nhà. "Thưa đại nhân, có chuyện gì xảy ra với ngài thế? Ngài muốn để lại di trúc sao? Ông trưởng khế hỏi hoàng thân. Tất cả tiền bạc của ta, vợ ta. Sao? Xin ngài nhắc lại. Tất cả vợ tôi. Và các bé có biết không? Trong lúc viên trưởng khế viết tờ di trúc, hoàng thân một lần nữa lại lào vào. Tất cả của tôi. Tất cả vợ tôi và tắt thở. Cô Dương Hà chào các bé, các bé yêu quý. Trong phần kể chuyện hôm nay, mời các bé nghe chuyện cây củ cải qua giọng kể của nghệ sĩ Trọng Dũng. Có một cây củ cải to tới mức hai con bò mới có thể kéo nổi chiếc xe có chở củ cải về nhà. Mọi người trong vùng gọi người nông dân ấy là vua củ cải. Anh ta nhiều lúc cũng rất hãnh diện vì chưa một ai có thể tạo ra cây củ cải đặc biệt như thế. Nhưng cũng không ít lần người nông dân ấy đã dở khóc dở cười vì sự cồng kềnh của nó. Câu chuyện có đôi chỗ hài hước, hóm hình khi miêu tả về người nông dân có một không hai này. Ngày xưa có hai anh em đều đi lính. Anh thì giàu, còn em thì nghèo lắm. Người em không muốn sống nghèo khổ mãi, bỏ lính, về làm nông dân. Thế là anh cuốc một vạt đất ở đầu cánh đồng và gieo hạt củ cải. Mầm mọc này, củ lớn dần, lớn dần, lớn không ngừng, đến mức à, có thể coi là củ cải chúa. Chưa bao giờ từng có củ cải nào to như vậy đâu nhé. Và cũng sẽ chẳng bao giờ sẽ thấy củ cải to như thế đâu. Cuối cùng à, nó thành một củ cải khổng lồ. Một mình nó à, có thể chiếm hết một xe chở và phải giống cả hai con bò để kéo xe. Bác nông dân không biết dùng củ cải ấy vào làm gì và tự hỏi không biết đây là phúc hay là họa. Rút cuộc à, bác tự bảo. Ôi dào, nếu màng bán thì người ta sẽ trả bao nhiêu nhỉ? Nếu ăn củ cải thì ăn những củ nhỏ cũng đến thế thôi. Tốt nhất là ta mang tiến vua để tỏ lòng thành kính. Nói rồi, bác khiêng củ cải lên một cái xe, giống hai con bò, dắt xe đến cung nhà vua để dâng vua cái vật kỳ lạ này là cái gì vậy Hừ, vô phán ta đã từng trông thấy nhiều vật lạ nhưng chưa thấy một cái vật nào khổng lồ như thế này chứ không biết mọc từ cái hạt giống gì ra hoặc giả ừ, người là phù thủy và đã đích thân làm ra cái củ này giả giả muôn tâu bệ hạ à? không phải không phải thế đâu à bác nông dân trả lời thần là một anh lính nghèo nuôi thân không xong nên phải tính thôi lính về làm đất thần có một người anh giàu có để hạ biết nhiều về anh ấy nhưng thần thì không có gì nên bị mọi người ruồng bỏ đấy ạ à. thế là nhà vua thương hại bác nông dân và phán <laughs> nhà ngươi sẽ không nghèo đói nữa ta sẽ ban cho ngươi của cải để nhà ngươi cũng giàu như anh nhà ngươi thôi thế là vua ban cho bác nông dân rất nhiều vàng nhé ruộng nương này đồng cỏ gia súc này Đến mức à, bác trở nên giàu có Của cải người anh không thể nào sánh được Khi người anh biết là em trở nên giàu có Nhờ có một cây củ cải Thì anh ta ghen tức lắm Và nghĩ nát óc ra để tìm cách Cũng gặp mày như em Anh láo hơn em Mang biếu nhà vua vàng và ngựa Nghĩ rằng vua sẽ ban cho anh nhiều củ cải hơn em nếu em ta chỉ biếu nhà vua có một cục cải mà được vua ban những chưng nấy của thì vua sẽ ban cho ta biết mấy để đáp lại những tặng phẩm quý giá. Vua nhận đồ dâng của anh ta và phán là Ồ, oh, không có gì quý hơn và hiếm hơn là cây cụ cải. Vua bèn cho anh cây cụ cải to tướng. Thế là người anh đành chất cụ cải của người em lên một cái xe rồi kéo luôn về nhà về đến nhà người anh không biết chút cơn giận lên đầu ai cho tới khi nảy ra một ý nghĩ độc ác à là giết hại người em thế là anh thuê những kẻ giết người chuyên nghiệp và cho chúng nấp ở một nơi anh đến gặp em và bảo à, à, chú ạ à, tôi à, biết nơi cất giấu một kho vàng chúng ta sẽ cùng đi lấy rồi chia nhau người em đi với anh không nghi ngờ gì cả khi hai người đi tới một nơi đã định những kẻ giết người nhảy số vào người em, trói người em lại và chuẩn bị treo cổ lên một cái cây. Khi chúng đang làm cái việc đó, thì ở xa có tiếng hát và tiếng võ ngựa phi lại. Chúng sợ hãi, nhét người bị bắt, đầu lộn ngược xuống vào một cái bao, treo lên một cái cây rồi chạy trốn luôn. Ở trên cây, người em dễ dụa cho tới khi cái bao bị thúng một lỗ, đầu lọt ra ngoài. Người đi tới chẳng qua là một cậu sinh viên đi lang thang. Một người thanh niên đang vừa rùi ngựa trong rừng, vừa hát vang lên. Người em ở trên cây thấy có người vừa qua. Bèn kêu to, ôi, 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 cậu đến thật đúng lúc, thật đúng lúc. Cậu sinh viên đang ngó quanh, không biết tiếng nói từ đâu vọng ra. Cuối cùng cậu nói, này, ai gọi tôi thế? Từ ngọn cây, người em trả lời, đây, đây này hãy ngẩng lên mà nhìn này tôi ở trên cao trong một cái túi dậy khôn đấy trong một thời gian ngắn tôi đã học được không biết bao nhiêu điều hay những điều học ở trường chẳng thấm vào đâu đâu tôi học sắp xong rồi này tôi sẽ xuống và tôi sẽ giỏi hơn mọi người trên thế gian này tôi thống thiên văn biết hướng đi của gió này cát ở ngoài biển này cách chữa mọi bệnh tật này công dụng của cây cỏ này các loại chim và các loại đá này, nếu anh chui vào đây, tôi sẽ thấy ở trong túi dậy khôn này hạnh phúc biết chừng nào. Cậu sinh viên nghe thấy thế ngạc nhiên vô cùng và hỏi. Ồ, oh, quá là trời phù hộ cho tôi được gặp bác. <laughs> bác làm ơn, làm ơn cho tôi vào trong cái túi ấy, một lúc có được không À? Thế là người em trả lời như có vẻ chân chừ. Ừ, <laughs> Tôi à, tôi à cũng muốn để anh chui vào một tí Nếu anh đưa tôi hì, một ít tiền và ăn nói tử tế Này, nhưng anh hãy đợi một giờ nhé Còn à, có điều tôi muốn học thêm đã Cậu sinh viên chờ một chút Ôi, sốt ruột nắn nỉ xin người em cho chui vào ngay Vì anh ta nóng lòng muốn học khôn lắm rồi Người em giả bộ như cũng chiều ý cậu và nói Ừ, muốn để tôi bước ra khỏi cái nhà dậy khôn này á, anh hãy hạ túi dọc theo cái dây thừng, sau đó sẽ đến lượt anh vào. Cậu sinh viên hạ người em xuống, mở túi cho anh chui ra, sau đó cậu kêu lên, này, giờ thì hãy kéo tôi lên cao, nhanh lên, nhanh lên. Rồi anh chui vào trong túi, hượm đã, hượm đã, hượm đã, hượm đã. Người em nói, như thế chưa được, chưa được, anh đẩy cậu sinh viên đầu lộn ngược vào túi buộc miệng túi lại rồi kéo lên cây anh đẩy cho cái túi đu đưa trên không trung rồi nói này cậu thấy thế nào hả cậu cậu thấy đấy nhá ờ cậu cảm thấy khôn ngoan chưa khôn ngoan đang đến đấy cậu đã học được nhiều chưa hãy cứ nằm im cho đến khi nào khôn ngoan hơn nhá tôi đi đây sau đó người em nhảy lên con ngựa của anh sinh viên và đi luôn được một giờ anh cho người đến tháo cho cậu sinh viên xuống ở hiền gặp lành là sợi chỉ đỏ xuyên suốt nội dung câu chuyện cổ tích trong câu chuyện trên ca ngợi người em sống thật thà thì luôn gặp may và hạnh phúc còn người anh à thàm làm mà dù có cố gắng đến đâu cũng không bao giờ đạt được mục đích đâu các bé ạ à. các bé yêu quý vương miện hay mũ miện là một chiếc mũ đội đầu biểu tượng cho quyền lực của nhà vua, hoàng đế hay một vị thần nào đó. Vương miện thường làm rất đẹp và làm những viên đá quý thật là rực rỡ. Các bé biết không, có một con rồng khỏe mạnh hung dữ cũng có một chiếc vương miện. Người nào mà định lấy chiếc vương miện quý giá của rồng thì nó sẽ rất tức giận. Bây giờ các bé cùng nghe cô Hồng Vân kể câu chuyện thú vị về chiếc vương miện của rồng nhé. Các bé ạ, à? Ngày xưa có một người mẹ quá, sống cùng một cậu con trai. Tháng tháng năm năm trôi qua, đứa con trai đã trưởng thành. Cậu đã đến các vũ hội, các cuộc tụ tập vòng tròn và cùng làm việc trong đội nhóm y như các chàng trai khác. Và rồi cũng đến lúc cậu kết hôn, làm đám cưới. Cậu gặp được một cô nàng tâm đầu ý hợp ở một làng khác và đã đính hôn một hôm cậu sang nhà hôn thê để sắp đặt mọi sự cho lễ cưới. Trên đường đi, bỗng thấy một con rồng kinh tợn đứng chặn ngang trước mặt. Con rồng há cái mõm rộng toàn hoác, hàm trên ở tận trời cao, còn hàm răng dưới thì chạm sát đất. Con rồng phun lửa phì phì, nó rít lên. Thằng nhãi, thằng nhãi kia, dừng lại ngay dừng lại ngay đã đến lúc đã đến lúc tao ăn thịt mày rồi chàng trai làng nghĩ thầm trong bụng trời ơi vậy là mình hết đời mình hết đường thoát nhưng nhưng vẫn còn có thể nhờ đuổi nó đi rồi cậu nói với con rồng rồng ơi xin cho tôi nói đôi lời một lần cuối cùng. Rách việc! Hừm. Mày định nói với ai thế hử? Dạ, tôi nói với mặt trời, với gió và với đất đã. Được rồi, cần gì? Cứ nói đi. Sau đó thì... <laughs> Sau đó thì tao sẽ ăn thịt mày. Không ăn thịt mày thì thì làm sao mà tao sống được? Chàng trai trẻ ngước nhìn lên bầu trời. Chàng cất tiếng gọi. Hãy mọc lên đi, hãy mọc lên đi, hỡi mặt trời đẹp đẽ. Mạnh mẽ chả ai sánh kịp. Xin giúp dùm tôi một tay, đưa tôi tới nơi tôi định tới. Mặt trời ló dạng lên cao, rồi xà xuống thật thấp sao sao lại gọi ta tha thiết thế mặt trời ơi xin cứu mạng xin cứu mạng tôi đuổi dùm con rồng chặn đường cản lối để tôi đi tới nhà của hôn thê hãy ngăn nó lại đừng cho nó xông tới ăn thịt tôi xin cứu mạng mùa hè ta chẳng thể phát ra những tia làm đất lạnh cóng và làm tê liệt con rồng phải đợi đến mùa thu còn bây giờ buộc lòng ta phải sưởi ấm cho con rồng cũng như mọi sinh vật khác trên trần gian. Nói xong, mặt trời bay bổng trở lên bầu trời. Rồng chửi mắng ẩm mỹ. À! <laughs> Thế ra là mi định làm ta tê liệt à? Mi định giết ta! Mặt trời đâu có chịu giúp. Thôi đi, để ta ăn thịt mi cho rồi. Chàng trai khẩn khoản van nài gió ơi, gió ơi, hãy mau tới đây cứu ta, tới đây cứu ta. thình lình một cơn bão cuồng nộ bắt đầu nổi lên. gió vượt qua đỉnh đồi, cất tiếng hỏi: cậu gọi ta làm gì thế? tôi gặp hoạn nạn, tôi đang gặp hoạn nạn. nhờ gió cứu tôi thoát khỏi con rồng, hãy đổ mưa tràn gập, nổi cơn bão dữ đuổi con rồng cản đường khốn kiếp đừng để nó ăn thịt tôi tôi đang nóng lòng đến với người yêu và chuẩn bị tiệc cưới không thể được không thể được đâu vì các cánh đồng vừa đổi màu xanh và hoa mới bắt đầu nở ta phải đợi đến khi kết hạt và hạt chín rồi sau đó mới có thể nổi báo tuyết để làm tê cóng con rồng bây giờ mà đem băng giá đến thì cỏ cây sẽ héo úa mất trong khi gió nói, lá cây chuyển sang màu xanh, vườn nho nảy trồi và trăm hoa đua nở. Gió nói tiếp. Vào thời điểm này trong năm, ta phải thổi dịu dịu để hoa lá cỏ cây không thấy nóng bức và cũng không rét cóng. Nói đến đây, gió bay đi vòng vòng, đem mưa tưới mát cho cả vùng khỏi bị mặt trời thiêu đốt. Con rồng càng giận dữ hơn, nó giống lên. Mau nộp mạng cho ta đi! Mau nộp mạng cho ta đi! Con rồng hung hăng tấn tới. Chàng trai trẻ sợ hãi, bò lăn bò càng. Chàng úp mặt xuống đất kêu van tuyệt vọng. Đất ơi! Đất ơi! Hãy nổi núi cao lên và dựng những tảng đá trước mặt con rồng. Hãy làm cho nó trượt té xuống vực sâu, cho nó tiêu tùng luôn. Đất thấy đó, nó cản đường tôi. Nó cản đường tôi và nó sắp ăn thịt tôi rồi. Hãy cứu tôi, hãy cứu tôi với, cứu tôi với. Đất liền rung rung chuyển động, rồi nổi lên thành một cái gò. Từ thủa ta xuất hiện trên đời, trách nhiệm của ta là duy trì cho sự sống cho muôn loài, kể cả loài rồng nữa. Ta chả có quyền kéo dài hay rút ngắn cuộc sống của nó đâu. Rồi đất lại sụp xuống bằng phẳng như trước con rồng càng điên tiết nó hét vang mày muốn tiêu diệt ta nhưng đất cũng chả chịu giúp nào nào ta sẽ ăn thịt mày đây chàng trai trẻ cố trấn tĩnh được rồi đã tới lúc ăn thì cứ ăn đi nhưng nhưng xin rồng cho tôi hoàn thành điều ước muốn cuối cùng cái gì tôi xin về nhà để vĩnh biệt mẹ tôi kẻo bà cứ trông mong về nhà để vĩnh biệt mẹ à được rồi hãy về chia tay đi rồi ta sẽ ăn thịt mi chàng trai trẻ thất thểu ngược đường trở về với mẹ lòng cậu nặng trĩu nỗi buồn rũ rượi mẹ cậu liền hỏi kìa con sao thế sao con lại về có chuyện gì vậy hả con có chuyện gì thế nghe con trai thuật lại mọi chuyện bà mẹ liền bảo được rồi được rồi con trai để mẹ cùng đi với con nộp mạng cho con rồng nhá nào mẹ con ta cùng đi khi con rồng thấy hai mẹ con cùng đến thì mừng khôn xiết được, 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 được hai con mồi béo bở, tưởng là được một, hóa lại thành hai. <laughs> mau tới đây, mau tới đây cho ta ăn thịt nhanh lên. <laughs> Bà mẹ gan dạ dấn bước tới sát cái mõm rồng toàn hoác, từ mặt đất lên tận trời xanh. Bà ngỏ lời. Xin chào rồng, xin chào rồng chớ nên phá quấy hạnh phúc của ta nhé thằng con tôi sắp làm đám cưới phải để cho nó làm chứ rồng cứ ăn thịt tôi thay thế cho nó để cho nó còn đi gặp con dâu tôi toàn tính hạnh phúc cả một đời người tôi xin rồng xin rồng con rồng trố mắt kinh ngạc trước bà mẹ dũng cảm nước mắt nó rơi lã trã vì quá xúc động lát sau rồng mới thốt lên trời ơi tình mẹ thương con thật là bao la vô tận đúng là tình yêu có thể chiến thắng cái chết thôi được rồi được rồi được rồi ta cho hai mẹ con mày cùng đi để lo đám cưới hãy xem đây đây là quả cưới của ta con rồng cởi chiếc vương miện nhỏ bằng vàng trên đỉnh đầu nó trao cho bà mẹ. "Ôi, cảm ơn, cảm ơn rồng." Hoàng đế rồng muôn năm. Muôn năm. Thế rồi, con rồng bay đi mất. Hai mẹ con tiếp tục sang nhà cô dâu mới, mở đầu tiệc cưới trong niềm hân hoan vô hạn của mọi người. Bà mẹ chồng vừa kể chuyện hoàng đế rồng, vừa ban tặng vương miện vừa nâng nó lên phía trên đầu Tân Lang và Tân Nương như để minh chứng cho tình yêu lứa đôi bất diệt. Các bé có biết không? Kể từ ngày đó, trong các đám cưới, người Moldova vẫn duy trì tục lệ nâng một chiếc mũ miệng trên đầu cô dâu và chú rể đấy. Các bé ơi, nếu ai đó hứa với các bé điều gì mà không thực hiện được thì các bé sẽ rất là thất vọng phải không nào? Việc luôn giữ lời hứa và thực hiện lời hứa đó chứng tỏ một điều rằng đó là người rất trung thực và đáng coi trọng. Còn những kẻ nhát gan và chỉ thích hứa hão thì chẳng bao giờ được mọi người tin tưởng và yêu quý đâu. Câu chuyện dân gian nước Nga có tên gọi Phương Quốc Đá mà nghệ sĩ Mai Phương mang đến cho các bé ngay sau đây kể về một người lính can đảm. Anh đã vượt qua mọi thử thách, chiến thắng nỗi sợ hãi để thực hiện lời hứa của mình. Các bé ạ, à, xưa kia ở vương quốc nọ có một người lính, anh ta phục vụ trong quân ngũ đã lâu nên hiểu rất rõ công việc phải làm. Trong lúc duyệt binh cũng như khi diễn tập, anh đều thực hiện một cách cần mẫn và rất chính xác. Đến năm cuối cùng trong quân ngũ, một tai họa đã giáng xuống đầu của anh ta. Chỉ huy cả cấp cao lẫn cấp thấp đều không ưa anh do đó anh đã phải chịu những trận đòn như tử bị đánh đau quá người lính đã nghĩ kế chạy trốn khoác ba lô và vác súng trên vai anh chia tay với bạn bè thế rồi anh ta ra đi đi mãi cuối cùng tới một vương quốc khác anh hỏi tôi có thể nghỉ lại ở đây không người lính gác hỏi ý kiến binh nhất binh nhất lại hỏi sĩ quan sĩ quan hỏi viên tướng viên tướng đích thân tâu trình với nhà vua. Và rồi nhà vua ra lệnh dẫn người lính đó vào để ngài được tận mắt thấy. Người lính đi vào, theo thường lệ mặc quân phục, tay bồng súng và đứng nghiêm. Nhà vua hỏi anh ta. Người hãy nói thật cho ta rõ. Người từ đâu tới và đi đâu? Dạ, muôn tâu hoàng thượng. Mong hoàng thượng tha tội chết và cho phép thần được kể thế rồi anh ta kể mọi chuyện và xin được phụng sự nhà vua. nhà vua nói: được, hãy canh giữ khu vườn cho trẫm. trong khu vườn của ta đang có chuyện không hay, có kẻ đã bẻ gãy những cây yêu quý của ta. do vậy người phải cố gắng bảo vệ chúng. ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho ngươi. người lính đồng ý và bắt đầu canh gác ở trong vườn. một năm rồi hai năm trôi qua, mọi việc đều ổn. Khi sắp hết năm thứ ba, anh ta thấy có đến một nửa số cây quý đã bị bẻ gãy. Lạy chúa, thật là gay. Nhà vua mà biết thì mình sẽ bị treo cổ là cái chắc. Anh ta thầm nghĩ như vậy và đứng dựa vào một thân cây suy nghĩ miên man. Bỗng có tiếng rít lên, người lính bừng tỉnh, cước nhìn lên thì thấy một con chim khổng lồ đang quật đổ cây cối. Người lính giơ súng và ngắm bắn. Con chim không chết mà chỉ bị thương vào cánh phải thôi. Từ cánh này rụng ra ba chiếc lông. Người lính đuổi theo và con chim bay rất nhanh. Khi tới một hẻm núi thì mất hút. Người lính không mảy may sợ hãi và đã lần theo dấu vết của nó đi vào hẻm núi. Bỗng anh rơi xuống một vực thẳm dường như không đáy và nằm mê man bất tỉnh một ngày một đêm. Sau khi hồi tỉnh, anh đứng dậy và nhìn quanh. Mình ở đâu thế này? Lẽ nào lại là thế giới dưới lòng đất? Nhất định là ở đây cũng có người. Anh lính cứ đi, đi mãi, và phía trước là một kinh thành tráng lệ. Trước cổng thành là đội vệ binh, anh lính hỏi một người lính gác anh ta im lặng, bất động. Người lính cầm lấy tay của anh ta. Người anh ta cứ cứng đơ như đá vậy. Người lính bèn đi vào phía trong, thì thấy có rất đông người. Người đi, người đứng, người ngồi. Nhưng chỉ có điều là tất cả họ cũng đã bị hóa đá rồi. Người lính đi lang thang khắp kinh thành, nơi nào cũng như thế cả. Không có lấy một người còn sống, tất cả đều là đá. Một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy xuất hiện trước mắt anh. Anh bèn đi tới đó thì thấy những căn phòng được trang trí rất đẹp, trên bàn ăn có đủ thứ sơn hào hải vị, nhưng xung quanh thì lặng ngắt. Người lính ăn uống no nê rồi nằm xuống ngủ. Anh ta tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng xe ngựa đang chạy tới gần. Anh vội cầm lấy súng và đứng nép vào sau cánh cửa bước vào phòng là một công chúa xinh đẹp cùng các nàng hầu nhũ mẫu người lính trịnh trọng cúi đầu chào nàng và nàng cũng âu yếm cúi chào anh xin chào xin chào tráng sĩ tốt bụng số phận nào đã đưa đầy trang tới chốn này người lính bắt đầu kể tôi được giao nhiệm vụ gác khu vườn thượng uyển và có một con chim rất to đã tới phá hoại cây cối Tôi phát hiện ra và bắn nó bị thương ở cánh, từ cái cánh đó rụng ra ba chiếc lông chim, tôi đuổi theo và nó lạc tới đây. Con chim đó chính là chị gái của em đấy. Chị ấy đã gây ra biết bao điều ác. Và điều ác lớn nhất là chị ấy đã biến tất cả thần dân của đất nước này thành đá. Chàng hãy cầm lấy cuốn sách này, ở lại đây và đọc sách từ chập tối cho tới khi nào có tiếng gà gáy sáng cất lên dù điều gì khủng khiếp xảy ra đi chăng nữa chàng cũng chỉ chú tâm vào công việc của mình là đọc sách và giữ quyển sách thật chặt đừng để cho người ta cướp đi nếu không thì chính mạng sống của chàng sẽ không được bảo toàn chàng qua được ba đêm như thế thì em sẽ lấy chàng được thôi người lính trả lời như thế các bé có biết không khi màn đêm vừa buông xuống chàng trai đã cầm quyển sách và bắt đầu đọc bỗng có tiếng bước chân rầm rập và tiếng thét ầm ầm cả một đoàn quân tràn vào cung điện xông tới chỗ người lính chửi rủa và dọa sẽ giết chết anh tất cả đều lăm lăm súng trong tay kề vai sát cánh nhưng người lính không thèm nhìn tay vẫn cầm cuốn sách để đọc tiếng gà gáy vang lên tất cả lập tức biến mất các bé ạ, à, đêm thứ hai còn khủng khiếp hơn kia Và đêm thứ ba còn hơn nữa. Bọn đào phủ giữ tận cầm rìu búa và thớt chạy tới. Chúng muốn dốc thịt chàng trai mà. Chúng nhảy nhót vùng rìu loang loáng, chỉ mong quyển sách rơi khỏi tay chàng trai mà cướp đi thôi. Tiếng gà gáy sáng cất vang, bóng đen của quỷ dữ tan biến. Trong khoảnh khắc đó, toàn thể vương quốc sống lại, trên các đường phố và trong các ngôi nhà, dân chúng đi lại nói cười vui vẻ, nàng công chúa xinh đẹp tạ ơn người lính và tôn vinh chàng trai làm người đứng đầu vương quốc. Ngày hôm sau, đám cưới của người lính và nàng công chúa xinh đẹp được tổ chức linh đình và họ sống với nhau trong tình yêu và niềm vui bất tận. Các bé yêu ơi, các bé có biết vì sao loài dế được gọi là những nghệ sĩ chơi vĩ cầm chưa? Nghe thì có vẻ khó tưởng tượng ghê cơ. Tiếng đàn của dế hay đến thế sao? Và vì sao loài dế lại được bán cho món quà quý đến thế nhỉ? Có phải vì loài vật này đã làm được một việc tốt không đây? Câu chuyện cổ Bulgari có tên gọi Dế nhỏ và ngựa già qua giọng kể của nghệ sĩ ưu tú hương dung ngay sau đây sẽ cho các bé câu trả lời các bé có biết thế nào không ngày xưa có một lần ngọc hoàng bảo một vị thiên thần nhỏ đứng hầu bên cạnh người này thiên thần nhỏ hãy đeo chiếc trống xinh xẻo của người xuống dưới trần gian đánh trống truyền cho tất thầy mọi sinh vật loài bay lượn trên không loài bơi lặn dưới nước và loài chạy nhảy trên đất hãy lên đây ta sẽ ban cho mỗi loài một món quà đi đi Thế rồi vị thiên thần dạo một hồi chống hiệu, rồi giao cho khắp bốn phương trời đều nghe rõ. Tất cả các sinh vật, hãy chạy đến cho mau, Thượng Đế sẽ ban phúc lành cho. Từ khắp các nẻo, hàng triệu sinh vật lớn nhỏ ùn ùn kéo đến, lần lượt từng con trèo lên chiếc thang đưa lên cõi trời. Cái thang uốn cong vì quá nặng chúng kéo nhau đến gặp ngọc hoàng và ngọc hoàng đã ban phát cho mỗi con được nhận một món quà chúng trở xuống vui cười với món quà trên tay đom đóm thì được nhận một ngôi sao nhỏ xanh biếc còn chậu chàng đem xuống chiếc đàn măng đôi lên ngọc hoàng còn cho con tôm một cái kéo và dặn khi nào thành thợ may thì nhớ cắt ba lần mẫu thử trước khi cắt vào vải đấy. Còn nhện thì được đủ sợi để dệt suốt đời. Kiến được một cái túi đầy căng, lòng hăng say làm việc. Thượng đế cho gà trống một chiếc đồng hồ báo thức, nhưng lúc qua sông thì đã đánh rơi mất rồi. Từ đó mỗi lần bay lên ngọn đống rơm trong sân trại để lên tiếng báo giờ, chú chẳng hiểu mình thông báo cái gì nữa. Còn thỏ, thì nhận được hai đôi chân mà Ngọc Hoàng đã định dành cho gió. Vẹt thì lại được tiếng kêu có thể nhại bất cứ thứ tiếng nào. Các bé ạ, à, cuối cùng khi tất thảy mọi sinh vật đều đã nhận quà và trở về hết thì con ngựa mù mới dò dẫm lại bên chiếc thang. Con ngựa ấy đã phục vụ trong chiến tranh, chủ nó bỏ mình vì đất nước và nó đã quá thương khóc chủ đến nỗi mù cả hai mắt. Nhưng vì chẳng nhìn thấy gì, nó bước hẫng và ngã sai khớp ở chân trái. Nó ngừng đầu buồn bã nhìn lên trời, nhưng chẳng thấy gì cả. Đúng lúc ấy, một con dế ở đâu nhảy bộp lên đầu con ngựa già và hỏi, Hử, Người không có mắt à? Không, tôi không còn nhìn thấy gì nữa. Uhm, anh cũng muốn nhận quà ư? Phải, tôi cũng muốn nhận quà. Quà gì? Đôi mắt. Dế suy nghĩ, rồi đưa một cẳng chân lên đầu gãi gãi rồi nói. Chờ đây một lát nhé. Thế rồi dế vội nhảy về hướng vầng trăng sáng gọi to. Thánh bia, hãy khoan, đừng vội đóng cửa thiên đường. Các bé có biết thế nào không? Vừa đúng lúc ấy, ông Thánh giữ cổng cha chìa khóa vào ổ nghe tiếng dễ gọi ông thánh lại hé cổng cho chú vào dế đi thẳng đến chỗ ngọc hoàng ngồi vào tâu trình giọng lanh lảnh kính thương ngọc hoàng vô cùng nhân hậu dưới trần gian có một con ngựa già đường trông ngóng anh ta anh ta bị mù không trèo lên được ạ à. ồ thế ta nên cho nó cái gì nào ôi ngọc hoàng nhân hậu anh ta mong có được đôi mắt sáng ạ à. được theo ta ra vườn thế rồi ngọc hoàng bước nhẹ nhàng trên thảm cỏ xanh và dày chú dế nhảy theo sau tới dòng suối bên một gốc cây to ngọc hoàng bảo hãy vục lấy một ít nước suối này rồi trở xuống hạ giới nhỏ vào mắt cho con ngựa mù và rồi chú dế bé bỏng cúi xuống vục lấy một ít nước suối khi chú sắp sửa đi ngọc hoàng nhìn chú âu yếm hỏi này dế ta có thể tặng cho con cái gì đây ôi ngọc hoàng nhân hậu con đã có đôi cánh rồi ạ à. đúng vậy nhưng con giàu lòng nhân ái ta tặng con món quà quý nhất nói rồi ngọc hoàng quay trở vào lấy một chiếc vĩ cầm không có dây đưa cho dế dế sung sướng quá nhảy thẳng xuống mặt đất không cần thang chú bay đến bên con ngựa già nhỏ nước suối trời vào đôi mắt mù của nó con ngựa sáng mắt nhìn thấy mọi cảnh vật mừng rỡ đến nỗi cánh đồng cỏ như quá chật hẹp cho niềm vui sướng của nó ngựa già hỏi dế thế ngọc hoàng cho anh cái gì ôi ngọc hoàng cho tôi món quà quý nhất đấy cái gì vậy một chiếc vĩ cầm nhưng không có dây. Dây đàn ư? Ừ, anh cứ dứt ở đuôi tôi đây này. Các bé ạ, à, thế rồi chú dế dứt một sợi lông bạc trắng ở đuôi ngựa già, căng lên đàn, búng thành âm thanh thánh thót đấy. Thế là lòng chan ngập sung sướng, chú đi khắp mặt đất để những đêm thanh khiết, đem niềm vui cho mọi người cho cây cỏ và cho tất thảy mọi sinh vật bé nhỏ trong khu vườn đấy. Các bé yêu quý, xung quanh chúng ta có rất nhiều điều kỳ diệu, ví dụ như một cái hạt bé xíu khi được gieo trồng xuống đất, ít thời gian sau, cái hạt đó sẽ nảy mầm thành cây non, rồi theo năm tháng, cái cây bé xíu ngày nào đã phát triển thành cây xanh và cho bóng mát. Nhiều cây còn cung cấp cho con người những bông hoa rực rỡ và trái quả thơm ngon. Trong phần kể chuyện hôm nay, cô Hà mời các bé nghe câu chuyện kể về điều kỳ diệu của sự sống trong quá trình nảy mầm của các loại hạt trong tự nhiên. Chú bé lục lọi trong hộp đồ chơi một lúc rồi reo lên. À, đây rồi, đây rồi, Vân ơi! Cô bé chạy đến bên chú bé sẽ dướn người lên đưa bàn tay nhỏ sinh ra đỡ lấy mấy hạt nhỏ màu đen từ tay anh cô bé khum khum bàn tay lại như một cánh hoa sen thận trọng khẽ khàng đưa ra phía có ánh sáng mấy hạt đỗ màu đen như than ở giữa có đốm trắng nằm gọn trong bàn tay hồng hồng của cô bé cô bé suýt xoa ôi chúng chỉ hơi héo đi thôi anh dũng nhỉ ta đem gieo ở góc sân kia anh nhé mấy hạt đỗ trong lòng bàn tay cô bé lăn qua lăn lại cô bé rụt cổ nắm nhanh bàn tay lại sợ đỗ vung vãi ra sàn nhà nhưng rồi cũng không tránh khỏi vương vãi mấy hạt đỗ rơi xuống sàn nhà lách cách rơi vào hộp đồ chơi lanh canh cô bé quỳ thụp xuống luống cuống tìm những hạt đỗ cô chăm chú tìm mỗi khi thấy một hạt cô bé lại khẽ reo lên mừng rỡ một lúc sau cô bé hớn hở đưa cho anh nắm hạt đỗ cô bé tưởng đã tìm thấy hết những hạt đỗ đã rơi vãi nhưng không cô đã để sót một hạt nằm lọt thòm trong chiếc lọ thủy tinh nơi góc hộp đồ chơi cái hạt đỗ nằm lọt thòm trong lọ thủy tinh kia không phải vô tình mà là cố ý đấy các bé ạ à. nó đang ẩn nấp trước con mắt tìm kiếm của cô bé ngày trước khi còn nằm trong quả đỗ nó cũng đã từng chịu mưa, chịu nắng, suốt ngày này sang đêm khác, phơi mình trên giàn. Nhưng gần một năm nay, nằm yên trong góc hộp đồ chơi, nó đâm ra ngại xương gió. Nó cứ muốn ung dung nhàn nhã như thế, cho đến hết đời. Thỉnh thoảng, cô bé mang hộp đồ chơi ra kiểm. Hạt đỗ lại giật mình thon thót. Nó rất sợ phải chuyển đi, sống lại ở bất kỳ một chỗ nào khác lúc cô bé nói. Ta đem gieo ở góc sân. Hạt đỗ co rúm người lại. Nó nghĩ đến cảnh phải nằm trong đất lạnh. Những trận mưa xối xả. Những ngày nắng gay gắt. Thửa lúc, cô bé đưa tay ra phía cửa. Hạt đỗ liền xô đẩy các bạn chạy trốn. Nó nhảy phóc vào một chiếc lọ thủy tinh rồi nằm im thiên thít. Những hạt đỗ khác được gieo xuống sân những hạt đỗ nằm trong đất ẩm thấy trong người dạo rực dâm gian cảm giác của sự sinh nở ngày này tiếp sang ngày khác những hạt đỗ phồng to lên nứt vỏ và nảy cái mầm mập mạp chiếc lá thứ nhất chiếc lá thứ hai chiếc lá thứ ba cho đến chiếc lá thứ năm thứ sáu thì đã ra dáng một cây leo thật sự dáng thanh mảnh lả lướt, ngọn vươn dài lúc nào cũng lắc lư, đung đưa như tìm kiếm một cái gì. Từ khi những cây đỗ mọc lên, góc sân khác hẳn trước, trẻ em đến nhiều hơn, lúc nào cũng rộn rã tiếng cười, bàn tán. Đứa nhận cây này của mình, đứa nhận cây kia của mình. Mảnh sân ngày trước khô không khốc, toàn những gạch nhẵn bóng thì nay bắt đầu đã có tiếng lá non loạt soạt. Ngày trước, chỉ có tiếng chim sẻ, chành chọe cãi nhau trên nóc nhà, thì nay đã có bóng vài ba chú chim sâu. Thấy cây xanh liền xà xuống đậu. Trong tiếng gió loạt soạt, có thể nghe thấy tiếng những ngọn cây khoe với nhau. Ồ, em đã vươn lên tới nóc nhà rồi. Trong hốc tường kia có tổ chim sẻ nhé, có hai quả trứng bé tí xíu những cậu bé cô bé ở nhà bên cạnh chạy sang chơi dưới bóng mát của chúng họ kéo theo cả những chiếc ô tô nhựa màu đỏ và bế theo một cô búp bê to gần bằng em bé mới sinh ôi mưa mưa những hạt mưa lạnh buốt thích quá thích quá em bắt đầu thấy nụ hoa cựa quậy dưới nhánh lá rồi lăn mình trong đất tắm trong mưa nắng bão rông những hạt đỗ dũng cảm kia lớn lên riêng hạt đỗ ngại nắng ngại gió vẫn nằm trong chiếc lọ thủy tinh chẳng lớn thêm chút nào mà có phần còn héo quắt héo queo hơn trước nữa cơ các bé ạ à. nằm trong lọ nghe bạn bè hớn hở kể những niềm vui của mình hạt đỗ buồn lắm giá mình cũng sống dũng cảm như mọi người bây giờ thì muộn mất rồi họ đã là những cây đỗ mập mạp còn mình mình vẫn chỉ là một hạt đỗ quắt queo hạt đỗ dấm dứt khóc nghe thấy tiếng khóc một ngọn cây khẽ thì thào với cây bên cạnh này ai khóc thế nhỉ trăng sáng thế này gió mát thế này mà lại khóc im làng im nào làng im các bạn đừng sột soạt nữa để nghe xem ai khóc những cây đỗ ngừng trò chuyện lá cảnh im phắc một cây tò mò vươn ngọn lên cửa sổ lắc la lắc lư nhòm ngó lắng nghe dưới ánh sáng xanh dịu nó trông thấy một hạt đỗ trong lọ thủy tinh nheo nheo mắt lá quan sát một chặp rồi nó reo lên ô đỗ con đỗ con các cậu ơi Đỗ con nào? Đỗ con ngày trước ở cùng chúng mình ấy. Những cây đỗ xôn xao hẳn lên, đua nhau, ngọn nhòm qua cửa sổ. Khi trông thấy hạt đỗ, chúng nhao nhao. À, chào, xin chào đỗ con nhé, chào đỗ con nhé. Đi đâu mà mất tâm mất tích thế, bọn mình rất nhớ cậu. Trước cử chỉ vồn vã, ân cần của bạn bè, mặc dù rất ngượng các bé ạ à, nhưng hạt đỗ cũng thành thật kể hết lỗi lầm của mình nó tỏ ra rất ân hận và rồi bối rối không biết bây giờ nên phải sống như thế nào có lẽ chẳng bao giờ nó có được niềm hạnh phúc như các bạn nhiều cây đỗ ủ rũ tỏ vẻ ái ngại thay nó rồi một làn gió thoảng qua mang theo hương thơm của lá và hoa Thấy các cây đỗ buồn bã, lá cành rầu dĩ, gió mới hỏi. Làm sao mà ỉu xìu thế kia hả các bạn đỗ? Mọi khi tôi thấy các bạn vồn vã, hớn hở lắm kia mà. Chúng tôi đang có chuyện buồn, không thể nào vui được khi bạn mình đang có chuyện buồn. Gió khẽ hỏi, thế có chuyện gì vậy? chuyện buồn lắm gió ạ à. có một hạt đỗ bạn cũ của chúng tôi ý mà những cây đỗ đua nhau kể cho gió nghe về nỗi băn khoăn của bạn mình nghe chưa dứt câu chuyện gió đã cười lớn trời ơi có thế mà các bạn cũng phải quá lo lắng khó gì đâu chứ hạt đỗ ơi đừng buồn nữa biết ân hận thế là tốt vẫn còn kịp đỗ đỗ con này vẫn còn kịp mà chú cứ lăn vào trong đất chịu nắng chịu mưa rồi cũng sẽ thành một cây đỗ lực lưỡng chú sẽ được hưởng mọi niềm vui như bạn bè chú thôi điều kỳ diệu vẫn còn ẩn trong lớp vỏ giống như những câu chuyện cổ tích hay vẫn còn ẩn giấu trí nhớ của bà chưa kể chưa được mang ra kể ấy hãy mở lòng mình ra hãy mở lòng mình ra để tôi giúp chú nhé nào, bắt đầu, bắt đầu. Rồi các bé có biết không? Gió ao vào phòng, thổi xoáy vào cái hộp đồ chơi làm đổ chiếc lọ thủy tinh. Đỗ con nhân đó nhảy phốc ra sàn. Gió giúp chú lăn nhanh hơn đến bên các bạn. Vừa chạm vào đất ẩm, chú khé dùng mình. Nhưng cái cảm giác ớn lạnh ấy qua đi rất nhanh hơi đất truyền cho chú một sức mạnh thật kỳ lạ chú cảm thấy rõ rệt là mình đang phập phồng thở đỗ con ngây ngất trong hương đất và hương trời xung quanh chú những cây đỗ bầu bạn cùng chia vui với chú vẫy vẫy những bàn tay lá reo mừng chị thúy quỳnh rất vui được gặp lại các bé các bé yêu quý hồ tây là mặt hồ tự nhiên có diện tích lớn nhất hà nội các bé đã khi nào có dịp đứng trước hồ tây và cảm nhận như mình đang đứng trước mặt biển rộng lớn chưa đó chắc chắn là một cảm giác rất tuyệt đấy bên cạnh là một mặt hồ tuyệt đẹp hồ tây còn gắn với nhiều truyền thuyết về văn hóa và lịch sử của đất nước nữa đấy sau đây chúng mình cùng nghe truyền thuyết về hồ tây qua giọng kể của chú hồng quang nhé Hồ Tây ở gần sát với quảng trường Ba Đình, đường Thanh Niên, con đường phân danh giới giữa Hồ Trúc Bạch và Hồ Tây, gần như thẳng, nối liền với đường Hùng Vương. Cách đây khoảng 20 năm về trước, Hồ Tây là nơi rất yên tĩnh. Người Hà Nội thích tới đây chiêm ngưỡng cảnh đẹp thiên nhiên và ngẫm nghĩ, cảm nhận từ sóng gợn mặt hồ, từ những tiếng chuông văng vẳng từ một ngôi chùa nào đó hay ngắm nhìn màu trời, sắc nước, những cảnh thiên nhiên tĩnh lặng của hồ Tây đã đi vào lòng người Hà Nội, làm phong phú tâm hồn bao thế hệ đã từng sống ở đất Hà Thành này đấy các bé ạ. À. Ngày nay, hồ Tây được rất nhiều du khách đến, không chỉ vì cảnh đẹp mà còn có những di tích lịch sử và những món ăn đặc sản hấp dẫn. Các bé có biết món bánh tôm hồ Tây không? Món ấy rất hấp dẫn các du khách đấy. Đường thanh niên không còn chỉ là con đường dành cho nam nữ thanh niên chiều chiều thường đến đây để ngồi chơi bên hồ mà trở nên tấp nập vui nhộn sau một ngày làm việc. Và không biết còn mấy ai ngồi ngắm hồ Tây nhớ lại những câu thơ. Gió đưa cành trúc la đà, tiếng chuông chấn vũ canh gà thọ xương mịt mù khói tỏa làn xương, nhịp chày yên thái mặt gương tây hồ hay câu thơ mặt hồ đáy nước trong xanh quế đưa hương ngát cho thanh lòng trần và có còn ai tự hỏi tại sao hồ có cái tên là hồ tây nhỉ hồ tây mới đầu chỉ là tên chung chỉ hồ ở phía tây bắc kinh thành gọi mãi trở thành cái tên riêng là hồ tây trong dân gian hồ tây còn được gọi là hồ châu vàng và còn có tên khác là dâm đàm tức là đầm mù sương đấy các bé ạ à. hồ tây có từ thời vua hùng lúc ấy nơi đây là một bến ở cạnh sông hồng thuộc động lâm ấp nên, nên gọi là bến lâm ấp của thôn long đỗ mãi tới thời hai bà trưng bến này thông với sông hồng chung quanh bến lâm ấp là một rừng lim rậm rạp có nhiều hang động người già ở địa phương còn cho biết khi đánh cá thỉnh thoảng họ vớt được những khúc gỗ lim ở dạng trầm tích về địa lý hồ tây là hồ ngoại sinh có dạng lòng trào hồ tạo thành chủ yếu là do tác dụng xâm thực của sông hồng nhưng trong dân gian có nhiều truyền thuyết về sự hình thành hồ tây đấy các bé có biết không truyền thuyết hồ châu vàng kể lại rằng đời nhà lý ở nước ta có nguyễn minh không sang trung quốc chữa bệnh cho con vua tống khi hoàng tử khỏi bệnh vua tống trả ơn bằng cách cho phép minh không vào kho báu lựa đồ theo ý thích và muốn lấy bao nhiêu cũng được minh không hóa phép chỉ lấy đồng đen vì đồng đen được coi là mẹ của vàng đấy các bé ạ à. và thu hết cho vào một bao mang về dâng vua lý vua sai đem chỗ đồng đen ấy đúc thành cái chuông chuông đúc xong mang ra đánh thử tiếng chuông vang xa ngàn trùng đến tận trung quốc nghe tiếng chuông ngân châu vàng ở bên ấy lồng lên chạy về nơi phát ra tiếng chuông. Đến khu rừng phía bắc thành Thăng Long, thì tiếng chuông im bặt. Châu vàng mất hướng đi, lồng lên, đi tìm và dẫm nát cả một khu rừng. Còn đất thì lún xuống thành hồ. Những nơi châu đi thành sông mà ngày nay còn lại di tích, đó là sông Kim Nghiêu. Nhà vua đã sai đém cả chuông lẫn châu vàng xuống hồ để châu khỏi lồng lên và hồ ấy chính là hồ Tây ngày nay. Truyền thuyết còn kể, nếu ai sinh đủ 10 con trai thì có thể đến hồ gọi châu vàng về. Một lần có người đến gọi được châu vàng lên khỏi mặt nước, dắt châu vào bờ. Bỗng nhiên, thừng bị đứt, châu vàng chui ngay vào hang ở gần đó. Nơi đó, nhân dân lập đền thờ gọi là đền Kim Ngưu trên đường vào phủ tây hồ hiện nay về sau mới biết người gọi châu chỉ có chín con trai ruột và một con trai nuôi các bé có biết không một truyền thuyết khác kể rằng xưa kia ở núi đá tàn viên có hang mà con cáo hồ tinh chín đuôi hay lên quậy phá làm hại nhân dân thấy vậy thượng đế sai long vương dâng nước phá hang của cáo cáo chín đuôi bỏ chạy quân thủy của long vương đuổi theo bắt cáo nơi cáo bị giết thịt trở thành cái đầm sâu gọi là đầm xác cáo mà ngày nay gọi là hồ tây ở vùng xuân đình đến nay vẫn còn có làng cáo có lẽ địa danh này có liên quan đến truyền thuyết về đầm xác cáo dân gian còn kể Ngày xưa, Trấn Vũ là một người có tài và có công trừ yêu, dẹp giặc nhiều lần, nhưng không chịu làm quan. Ông chỉ muốn đi tu cho đủ chín kiếp mười đời để thành Phật. Lý do tu đủ mười đời cũng được nhân dân tương truyền lại. Qua rất nhiều thử thách, đã có lần ông bị Phật bà phạt vì không dám đỡ đẻ cho một phụ nữ gặp trên đường. Ông bị Phật bà cho rằng bản lĩnh tu hành chưa cao, tránh khó khăn và bắt chấn vũ tu thêm một kiếp nữa. Ông đã có ý chán nản, nhưng thực tế cuộc sống, những người ông gặp đã củng cố lòng kiên nhẫn của ông. Ông tiếp tục tu hành để trở thành người có đạo đức cao siêu, vừa có phép thuật siêu cao. Mà sau này, ông là một trong bốn vị thần của Hà Thành đấy, các bé có biết không? Ngày ấy, ở phương Bắc, có bà hoàng bị hủi không ai chữa nổi nhà vua cho người cầu thầy thuốc giỏi về chữa trị trấn vũ được mời chữa trị và chữa khỏi cho bà hoàng ấy khi vua ban thưởng ông không nhận gì chỉ xin đồng đen vì có phép thuật nên nhà vua mất rất nhiều đồng đen vào cái túi nhỏ của trấn vũ vua ra lệnh không ai được trở dùm mặc kệ trấn vũ ông đã dùng mũ làm thuyền để chở đồng đen về đúc chuông. Câu chuyện tiếp theo giống như truyền thuyết Hồ Châu Vàng kể ở trên đấy. Con cáo yêu tinh chín đuôi vẫn thỉnh thoảng hiện về hại dân, nên mọi người cầu Thánh Trấn Vũ trừ yêu. Thánh sai là một cái thuyền và một bộ dây thật bền. Thánh tự buộc mình vào đầu dây, lặn xuống hồ. Yêu tình nuốt thánh vào bụng, Thánh giật dây để cho dân làng kéo lên và dùng dao nhọn mổ bụng yêu tinh để thánh ra. Mọi việc xong xuôi, có một lần vào buổi tối, trên đường về nhà, thánh gặp một người con gái xin vào chú mưa. Đến đêm, cô gái bị đau bụng nguy kịch. Thánh xoay sở hết cách, cuối cùng thánh nhớ câu chuyện. Đau bụng, lấy bụng mà trường, nhược bằng không khỏi, hoắc hương với gừng phật bà hiện lên cho rằng thánh còn trần tục bị oan ức thánh tự mổ bụng lấy ruột gan vứt khắp mọi nơi mãi về sau thánh mới được phật bà xét lại cho thu thành quả chính ruột của ông vứt xuống hồ thành bạch xà nay thuộc địa bàn quảng bá bao tử của thánh thành kim quy nay thuộc địa bàn thôn tây hồ hai con vật này lại trở thành yêu tinh giết hại dân làng xương chất thành đống chính là nơi trường chu văn an hiện nay đấy trời lại sai thánh trừ yêu kim quỳ thánh dẫm dưới chân còn bạch xà thánh quấn vào bên kia từ đó dân sống ven hồ tây mới yên ổn làm ăn đấy theo tây hồ chí xưa kia quanh hồ có núi cao gò thấp khói xương mờ mịt tạo nên cảnh trời, đất, nước kỳ lạ. Nhà Lý, nhà Trần gọi là Hồ Dâm Đàm, bởi quanh năm có sương mù trên mặt hồ. Sự đan quyện đất, nước, trời đã tạo nên hình dáng những con vật ở ven hồ. Đó là những con hình ngựa, mã, ở khu vực Nhật Chiêu, Quán La, Chích Xài, còn Phượng ở giải đất từ Thụy Trương đến Nguyệt Trùng con rồng tức là long ấy thuộc khu an minh an quang con lân là khu vực lạc chính ngũ xã đấy các bé ạ à. quy là bán đảo tây hồ trong hồ tây có những gò đống lớn nhỏ nổi lên được gọi là châu tương truyền rằng những châu ấy chính là những viên ngọc do sơn long nhả ra từ lâu lắm rồi người dân nơi đây coi khu vực hồ tây là địa linh và nơi đây có rất nhiều đền thờ cùng nhiều truyền thuyết hấp dẫn về các vị thần thánh tổ nghề nuôi tầm diệt vải và rất nhiều nữa các bé có biết không hồ tây và hồ trúc bạch xưa kia chỉ là một vì hồ tây quá lớn nhân dân ba làng trúc yên yên phụ yên quang mới đắp con đê chắn ngang để giữ phần cá về phía mình còn đề đó nay đã trở thành một con đường rất đẹp đấy. Đó là đường thanh niên đấy các bé ạ. À. Cô Vân Khánh xin chào các bé thương mến. Các bé có bao giờ thắc mắc là vì sao loài chim lại thường bay đi tìm nơi ấm áp để tránh rét không? Các loài chim ngày ấy bàn bạc với nhau để tìm vùng đất nhiều thức ăn, nhưng chúng luôn tị nạnh và nghi ngờ nhau. Liệu loài chim cuối cùng có tìm được nơi trú ẩn an toàn không? Chúng mình cùng nghe câu chuyện chim di trú qua giọng kể của chị Quỳnh Anh nhé. Ngày xưa ngày xưa, tất cả những loài chim bay lên miền Bắc vào mùa hè đều sống ở phương Nam. Nhưng khi chúng thấy ở đó chật và nóng quá, chúng liền họp nhau lại và bàn bạc. Chúng ta ở đây chật quá, không có đủ thức ăn, trời lại nóng, làm trứng bị ung con cái chúng ta ngày một ít đi. Vì vậy chúng ta cần phải tìm một nơi khác cho mùa hè. Phải cử ai đó đi kiếm những chỗ tốt hơn và thuận tiện hơn. Tất cả đều đồng ý như vậy. Chúng chọn con xếu, vì xếu rất thông minh, thận trọng. Xếu bay giỏi, mà đi trên mặt đất cũng giỏi, và có chân dài. Các loài chim cho xếu một thời hạn 3 năm để bay đi xem xét ba hướng, Tây, Bắc và Đông. Xếu liền bay đi, vịt trời là con chim đẹp nhất trong loài chim lông nó xanh biếc ngoài ra nó còn nhanh nhất vui vẻ và giỏi tán gái xếu trống vừa bay đi là vịt trời liền tán tỉnh ngay xếu mái và xếu mái rất thích vịt trời đến ở luôn nhà xếu mái ba năm qua đi một đêm xếu trống bay về nó bay luôn về với vợ may mà vịt trời lẩn kịp ở dưới tổ xếu xếu trống bảo vợ anh tìm được những nơi rất tuyệt, ở miền Bắc rộng rãi, phóng khoáng, mà lại mát mẻ và nhiều thức ăn. Ở đó có thể đẻ rất nhiều con. Nhưng anh không phải thằng ngốc. Ngày mai, trong cuộc họp các loài chim, anh sẽ tuyên bố rằng miền Bắc là vùng tồi tệ nhất. Rồi anh và em sẽ bay lên đó sống cho sướng, chẳng kẻ nào quấy dày chúng ta. Các, các! Vịt trời kêu, rồi bay vụt từ tổ xếu ra ngoài. Tiếng gì ấy nhỉ? Xếu hỏi vợ. À, siêu mái đáp. Ở đây em hay thấy có cảm giác thế lắm. Sau khi anh bay đi hồi nọ, không đêm nào em được ngủ yên. Em luôn có cảm giác như ai đó kêu huyết, hát, cười, rồi rên khóc. Ừ, ừ, thế cũng là thường thôi. Xíu trống nói. Con le, họ hàng của vịt trời, có tính hay bép xép. Vịt trời bay thẳng tới gặp le và nói. Này này, xíu về rồi đấy. Thế thì sao? Le hỏi. Xếu muốn giết chết cả loài chim chóc chúng ta chứ còn sao nữa? Cậu có nói láo không đây? Xếu đáng kính như vậy làm điều xấu sao được? Thế mà được đấy. Nghe nhá. Tình cờ tớ vừa nghe được câu chuyện giữa Xếu và vợ. Xếu nói rằng ở miền Bắc có những vùng tuyệt vời để sống. Nhưng trong cuộc họp hắn sẽ nói rằng ở miền Bắc rất tồi tệ. Hắn chỉ định hắn và vợ bay lên đó thôi hắn đều thế hả le nói nhưng tớ sẽ làm hắn bẽ mặt để hắn nhớ lại chuyện cũ rằng một lần trước bao nhiêu phụ nữ hắn đã giễu tớ là đồ chân ngắn tất cả các loài chim đã tập hợp lại xếu kể về chuyến đi nó nói tôi đã sang hướng tây và hướng đông hai hướng đó cũng như ở đây thôi chật nóng và rất ít thức ăn sau đó tôi bay lên hướng bắc và suýt bỏ mạng ở đó lạnh kinh khủng, sương mù quanh năm, không có mùa hè, bao giờ cũng là mùa đông. Chẳng có cây cỏ gì cả, lại còn lắm loài chim dữ. Nếu bay lên đó, ít ai mà về được. Thế sao bác lại về được? Lè bỗng kết tiếng hỏi, rồi quay sang nói với tất cả. Đừng tin hắn, hắn nói dối đấy. Đêm qua hắn nói với vợ hắn khác kia. Hắn muốn sống một mình hắn hưởng của cải miền Bắc. Hắn muốn hai vợ chồng hắn sinh con đẻ cái tình cờ tôi biết được ý xấu của hắn đấy sao mày dám lăng nhục tao xếu kêu lên rồi xông vào le mấy con chim lớn chưa kịp bảo vệ le thì xếu đã đánh le trẹo chân may mà chưa bị nguy hiểm đến tính mạng các con chim khác bảo xếu bác xếu bác xếu đừng nóng thế không nên đánh con le tội nghiệp chúng tôi không tán thành như vậy đâu hành động xấu của bác khiến chúng tôi không tin được bác nữa tất cả các loài chim đều nói về cách xử sự của xếu và cho rằng nếu xếu nói thật thì xếu chẳng tàn ác như thế với một con chim nhỏ bởi vậy phải cử một ai khác lên miền bắc thế là tất cả cử đại bàng vì đại bàng là một con chim thông minh nhìn được xa đa cảm và bay rất nhanh thời hạn đi là một năm còn xếu thì phải chữa chạy và nuôi nướng le đến khi bình phục Đại bàng bay đi. Đúng một năm sau, mùa xuân nó trở lại. Nó kể rằng ở miền Bắc có những vùng rộng rãi mát mẻ và nhiều thức ăn, thuận lợi cho việc sinh con đẻ cái. Không hề có những loài chim dữ như lời xíu kể. Không để mất thời gian, các loài chim chuẩn bị bay lên miền Bắc. Khi tất cả đã tập hợp lại, sửa soạn chuẩn bị bay, thì Le khập khiễng tới và nói Tôi xin nói đôi lời. Năm ngoái chỉ vì nói thật mà tôi bị xếu đánh què. Tất cả sắp bay đi. Tôi ở lại què quạt thế này. Chết là cái chắc. Xin tất cả hãy quyết định số phận của tôi. Thế là các loài chim quyết định từ nay. Xếu phải cõng le lên miền Bắc, rồi đến mùa lại cõng về. Do vậy, ít khi xếu bay được tới miền cực Bắc, vì nó chóng mệt hơn các loài chim khác. Bởi nó phải cõng le trên lưng đấy, các bé ạ. À.

cái màu vàng thật dễ thương nở trong sắc biết ở giữa vườn xanh cọc câu áo con cò lặn lội ờ, à, biết bao nhiêu bay là cánh cò lời du chỉ cho hết đói dù không còn nghe cho dòng chảy mắt trong veo bao nhiêu rác rưởi ơ bọt gió mịt mùng con xin theo đến ở à, à, tận cùng Cháu thi ngược mắt nhìn lên dạng ba công xuống ê, ê, ê dạng ba công xuống tóc mềm nơi Địa phật phơ. cháu đi qua một tuổi thơ bao năm mẹ vẫn tiếng âu à, cho bao năm vẫn tiếng âu à, ơi của ấy. À ơi dòng sông càng chạy càng xa cháu con mẹ khôn lớn à cháu con khôn lớn tuổi ba Ơ ừ, lệ càng cao à, mạnh vươn góc chuối mơ áo cháu tha thận nhặt ơi ờ, cháu tha thật nhặt vì sao trên trời ơi ba về đâu đầy ba ơi

làm sao để sống à ơi làm sao để sống cuộc đời đi thẳng ngay À ơi cháu sẽ xoe đôi bàn tay ba thương tay sẽ dùng đây Ê, để sao? À ơi những sao ờ ơi cháu đi bất cứ phương nào Dạng ấy ba ấy, là một Ở ơi giảng ba là một vì sao ơi thì trong

想。<music>

ầu ơi, hàng trăm câu chuyện ngọt ngào, chuyện nào mẹ cùng.

xoan dụng tìm bên thêm nghiêng nghiêng sắc nắng à, 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 giọt mềm như à, 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 tơ êm êm đồng lúa cánh co đều trèo câu gió đưa đầy bốn phương trời còn như nuôi tiếc một thời sắc hương hình như ai gửi lời thương vì trên mái tóc uh, 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 có vương nụ uh, 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 cười à, 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 à ơi à ơi à. À ơi tôi bảo cái gì thế hả ông tôi mới mua cái này cho bà từ giờ đỡ lo đau khớp nhá ôi rồi ôi ông lại mua cái gì đấy tốn tiền đây nhá ông minh hàng xóm thấy tivi đưa tin cái hoạt chất kg một tốt lắm ờ. là do viện hóa học các hợp chất thiên nhiên nghiên cứu rồi sản xuất thành Hương thảo đan đấy. Thế à? Ông ấy uống có vài tuần đã thấy đầu gối bớt đau, cổ vai gáy cũng vận động thoải mái hơn nhiều. Thế à? Mà ông mình bị đau khớp bao năm nay, bà còn lạ gì? Hương thảo đan tốt thế à? Chứ sao? Nhưng mà mấy loại trước ông mua, tôi dùng có đỡ mấy đâu? Ừ, cái này khác hẳn bà, vì hoạt chất kg một tập trung hỗ trợ giảm viêm, giảm đau cho người bị khớp lâu ngày, và ờ. chỉ cần đỡ đau rồi tập luyện dần là đi lại thoải mái thôi. Ôi trời <laughs> ơi, tôi mà đỡ đau, ờ. ngày nào tôi cũng đi bộ cùng với ông. Phải rồi. <laughs> Thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên xương khớp vai gáy hương thảo đan, hỗ trợ giảm đau và phục hồi sụn khớp. Để biết nhà thuốc gần nhất xin liên hệ tổng đài miễn cước 18001172, nếu là cuộc gọi nhỡ, tổng đài sẽ gọi lại cho quý vị. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1172 Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho phụ nữ có thai cho con bú và trẻ em dưới 12 tuổi. À... 我。嗯